Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, cán bộ công chức người lao động được nghỉ 4 ngày. Với thời gian dài như vậy sẽ là điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan, du lịch sẽ rất sôi động. Cùng với đó là hoạt động tham gia giao thông trên các tuyến đường giao thông sẽ tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn, Công an huyện Yên Thế đã huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện, VM mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Trong thời gian qua, lãnh đạo Công an huyện Yên Thế đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và một số lực lượng công an khác tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường được phân công, phân cấp quản lý trên địa bàn. Theo thống kê, chỉ tính từ ngày 16 tháng 3 đến nay qua tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, đường bộ, thu nộp ngân sách nhà nước được trên 270 triệu đồng. Song một điều đáng phấn khởi là trong thời gian này trên địa bàn huyện không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và va quệt xảy ra. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của các cấp các ngành chức năng phải kể đến ý thức chấp hành của đại đa số người tham gia giao thông đã được nâng lên đáng kể. Tham gia giao thông thì giấy tờ phải đầy đủ này, bảo hiểm này, bằng lái xe này, rồi là giấy đăng ký xe chính chủ. Tuy nhiên trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, kéo dài đến 4 ngày, lực lượng tham gia giao thông trên các tuyến đường sẽ tăng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn huyện dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, hiện đội cảnh sát giao thông đã chia làm 2 tổ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó huy động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với người điều khiển xe ô tô chở khách, ô tô tải, xe mô tô vi phạm. Phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, xe chở quá số người quy định, chở vật liệu, phế thải không che đậy, rơi vãi ra đường. Vi phạm về nồng độ cồn, dừng đỗ không đúng nơi quy định, người ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện không đúng bảo hiểm, hoặc độ như không cài quai không đúng cách, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông. Xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng quá tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 32 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và chỉ đạo của Bộ Công an. Chú ý bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, thời gian mà xe quá tải thường trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng này. Tập trung kiểm tra xử lý xe không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, công an các xã thị trấn tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, chống người thi hành công vụ, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thế, thứ tiên là làm công tác tham mưu, thứ hai là làm công tác tuyên truyền, thứ ba là kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã thị trấn tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm trên tất cả các tuyến đường liên huyện, liên thôn, liên xã. Và lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thì hàng ngày tổ chức 2 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24 trên 24 giờ. Bên cạnh đó, công an huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng công an trong đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng triển khai kế hoạch, phương án cụ thể để thường trực ứng trực thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, không để xảy ra các tình huống phức tạp khác. Rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới các phương án phối hợp cho phù hợp với thực tiễn từng tuyến đường, địa bàn và hỗ trợ cho các đơn vị địa phương khi có yêu cầu về tăng cường tuần tra kiểm soát. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến đường giao thông, tăng cường công tác nắm tình hình, phát động quần chúng và công tác nghiệp vụ cơ bản. Kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, chủ động và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm, hoạt động trên các tuyến đường giao thông như vận chuyển, tàng trữ ma túy, vũ khí, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ trái phép, các băng nhóm hoạt động lừa đảo, trộm cắp tài sản, buôn lậu, gian lận, thương mại, vận chuyển thực phẩm bẩn. Tăng cường chấn chỉnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương giải pháp, chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực và chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông, đình chỉ hoạt động và xử lý đối với các trường hợp cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình công tác, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc có dấu hiệu tiêu cực, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, chỉ huy của cán bộ chiến sĩ sai phạm theo đúng quy định của Bộ Công an. Công an huyện chúng tôi đã
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở tại những địa bàn phức tạp như địa bàn thị trấn Cầu Hồ, thị trấn Bố Hạ và các thường xuyên phối hợp với lại lực lượng cảnh sát phòng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 17 để làm sao để tiến hành công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phát hiện những cái hành vi vi phạm để kiên quyết xử lý. Đồng thời là chỉ đạo công an các xã thị trấn xây dựng kế hoạch để phối hợp với lực lượng công an huyện để làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện xã để giảm tải để làm sao là để tiến hành kiểm tra xử lý đối với những đối tượng mà vi phạm và phòng ngừa công tác để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện. Với những giải pháp kịp thời của công an huyện Yên Thế, đặc biệt là sự tích cực tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của đội cảnh sát giao thông, tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn huyện sẽ được đảm bảo để mỗi người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn.